xin chào anh em. Hôm nay mình thấy nhiều người phản hồi quá nên mình quay lại cái con máy mà bơm van thể đây. Mình quay lại cho anh xem, anh em xem. Hôm nay mình mới đổ lại cái tràn chắc xi bằng gỗ đây. Đây, mình đổ lại cái dàn bằng gỗ và kê mút cao su vào đấy. Đây. Và đổ lại cái dàn ống lớp P này bằng ống mủ nhựa luôn. Đây. Này bằng dàn chắc xi, bây giờ làm bằng gỗ luôn. Đây, nhiều anh em mà kêu là chạy máy nó nóng thì mình đổ nước trực tiếp ra luôn, máy không bao giờ nóng. Nhiều anh em kêu là thay bu ly lớn hơn thì mình nghĩ bu ly này lớn rồi, bu ly này là 25. Nó lớn này chắc cũng không phải thay nữa đâu. Đây dây cua ra thì chạy J7B71. Đấy. Nước làm mát trực tiếp ra trực tiếp luôn. Mm-hmm.